Sau đây thì nói về cái chuyện điều trị ung thư gan. Thì như giáo sư Thăng cũng đã nói đấy, đây là một cái khối u ác tính gặp rất phổ biến trong cộng đồng và cũng vẫn là hiện nay cũng vẫn đang là một cái nỗi lo lắng của về mặt xây dựng chính sách đối với cả nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là vùng Đông Nam Á của chúng ta. Và do là có nhiều các cái phương pháp điều trị khác nhau, cho nên là chúng ta cũng phải cân nhắc về các cái giá trị của từng phương pháp đó. Thế thì đối với cả ung thư gan mà ở những cái giai đoạn sớm thì phương pháp phẫu thuật vẫn được coi như là một cái phương pháp điều trị triệt căn. Ngoài ra thì còn có những phương pháp đốt u cũng được gọi là phương pháp triệt căn. Tuy nhiên là có một cái điều hết sức là đáng tiếc là đại đa phần bệnh nhân của chúng ta đến viện ở trong những cái giai đoạn đã rất là muộn. Thế và ở những cái giai đoạn này thì là các phương pháp điều trị triệt căn không thể thực hiện được nữa. Nói ví dụ bệnh nhân có những khối u gan rất là lớn hoặc là có những nhiều khối u gan khác nhau nằm ở cả hai bên gan phải và gan trái. Thế thì cái phương pháp, một trong những cái phương pháp điều trị đến tận khối u và có một cái tác dụng rất là tốt, đấy là cái phương pháp mà nút cái khối u đó. Thế và đi kèm với cả cái việc là nút cái khối u đó thì người ta có thể là bơm vào đó những cái hóa chất hoặc là những cái chất nút mạch để ngăn chặn những cái nguồn dinh dưỡng của khối u với cái mục tiêu là hạn chế cái tốc độ phát triển của khối u và thậm chí là người ta có thể đạt được cái mục tiêu là gây hoại tử được các cái khối u đó. Trên thực tế thì cái phương pháp này đã được triển khai khá là rộng rãi ở các bệnh viện ở các tỉnh. Thế và ở bệnh viện ca thì là chúng tôi cũng đã triển khai những cái kỹ thuật này một cách thường quy và có thể nói rằng là đây là một trong những cái cứu cánh khi mà bệnh nhân đến với chúng ta ở những cái giai đoạn không thể điều trị triệt căn được nữa. Và từ khi đó thì là chúng ta sẽ thực hiện các cái phương pháp là nút mạch và sau đó thì dựa vào cái tiến triển thì đôi khi lại mở ra được những cái phương pháp mới. Nó ví dụ như là một cái khối u rất là lớn, trước đó không thể mổ được nhưng mà sau khi nút mạch có thể chúng ta lại quay trở lại được với cả cái phương pháp nút mạch. Như vậy thì là nút mạch sẽ có thể thực hiện được ở cả hai giai đoạn, tức là cái giai đoạn mà không thể mổ được nữa. Còn cái giai đoạn thứ hai nữa tức là trong những cái trường hợp mà cái khối u nó đáp ứng tốt thì lúc đó thì là nút mạch sẽ là cái giai đoạn đầu tiên, sau đó thì bệnh nhân có thể quay trở lại với các cái phương pháp phẫu thuật để mà thực hiện được các cái điều trị mang tính chất triệt căn. Có thể nói rằng là nút mạch là một cái phương pháp cho đến hiện nay vẫn có cái hiệu quả tốt, đem lại cái niềm niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân ở những cái giai đoạn đã tiến xa tại chỗ. Xin hết ạ.